Hello chào các bạn, mình là Waterboard Fan đây. Này cuối tuần này thứ mấy ta? Quên mất tiêu. Tận cuối tuần mới chứ. Ở nhà riết rồi. Không còn nhớ ngày tháng luôn, chán đời. Suốt ngày chơi game. Hôm nay lấy Erebus mình bắn địch thủ sao chiến hào. Các cho bạn coi vui. Trong trận này cũng căng. Bởi thử lắp súng khác vô cho con Happy này mà thấy nó bắn không có ngon. Con Happy này ngon nhất là đạn dí ra. Là nó bay lên cao nó dí mà cái súng này nó đam cũng cao. Bây giờ chơi đạn này ngon. Nó sấy người đó. Không hết bằng đạn. À, chơi ngu rồi, vì bấm tay chạy về xém chết. Chơi ngu rồi. Con này lúc mà nó rơi thì nó không có defect dam nữa. Bởi vì ai bắn nó là đã chết queo rồi. Thì chơi to rồi. Ghê thiệt. Gần chết. Còn hai câu số. Trong những con này cu tay ra thiệt. Nhỏ xíu như thế ghê. Mà nó giới hạn nặng không mà ta. Cho rủa nhỏ xíu mà giới hạn nặng không. Ghê thiệt. Còn Siren nó còn chơi hai khẩu nặng luôn. Phi lý thì chứ. Robot lùng que củi mà xách hai khẩu nặng chứ khẩu trung. Kinh khủng. Còn hai khẩu vẫn xấy chết người nghe. Đó thích thưa. Hai tay hai súng. Chết này nổi người ta. À, không chết nổi nó bông máu. Một em nữa quá bay. Đúng không? Còn ám sát đã thì cứ ngon hơn con Scorpion nhiều. Con Scorpion chuối mẹ. Scorpion khó chơi lắm. Con này dễ chơi hơn nhiều. Có bông, còn chết là phá bông này. Cái nổ này em ta, à nó là phân riêng. Không phải, không phải. Máu giấy nhưng mà phải phân riêng. Phân riêng xong rồi. Sao gì phải tắt dưới vậy ta. Phân riêng, phân riêng non. Phân riêng mới nhú rồi. Chết thiệt. Rồi anh chết nhanh quá. Đen thấp quá. Đen đi không đặt yêu cầu. Đen đi ra đen mở cho ba trâu lắm. Ba khẩu này chạy ngon ghê luôn. Sấy chết thì tành. Sắp hết rồi. Lú đầu ra là ăn đạn đi. Cái con này Commander đúng không? Commander. Dụ nó ra là skin. Rồi xong. Chính. Ăn hết bằng đạn là hơi bị no. Chưa nói mà. Nó giật một phát thì gần chết rồi. Đang có Viper này này. Cao giá mang. Nói chung mấy cậu T4 mà chơi cũng ngon. Nâng lên cao bắn cũng được. Quan trọng là kỹ năng của mình. Thôi. Sấy ăn. Chơi tay đôi với mình. Chơi tay đôi. Rút máu suốt. Rút đó. Nấp thôi mày. Hết dám lò đầu luôn. À, nó là phải 8 rồi, xuống là phải 8 rồi. Mà cái 2 lại chết lâu rồi.
Thôi mấy ảnh trên nấp kìa. Úp lầm. Còn gì không dám ra luôn rồi. Bay lên, bay lên. Bay lên cưng, đúng rồi, tình hình đi cưng. Đúng rồi. Vô mặt, rồi chết. Chà, nó chống cự. Chống cự là bụng bự nha, chết. Trong lưu ra nha, cho lưu chả ra. Lưu chả giò mới kiếm được hai cậu Stella cho ảnh, nâng cấp lên tốn mấy trăm BT, đau lòng. BT để dành. BT để dành để nâng có Eder mà được hai khẩu, quay ra hai khẩu này cho mình up luôn, chơi ngon. Khẩu này giờ bái nhất rồi, thu khẩu trượt xét thôi. Ba khẩu này giờ thu khẩu trượt xét thôi chứ nó cũng là meta rồi, quay khó ra lắm đó nha, quay hoài mới ra được cái hai khẩu. Thế mua thẳng rẻ hơn. Mà đã nhìn trăm mấy cây mà quay mình có niềm vui, với lại mình được nhiều súng, nhiều robot. Mua thẳng có ba khẩu nó xài thôi. Chỗ này là bị ốp sọt rồi. Xong quá. Xong chuyện nói là nó làm mất mục tiêu, không đánh được luôn. Ghê thiệt. Bay luôn. Đi báo thù cho lưu chả coi. Lưu chả chết veo rồi. Lưu chả vô bị offshot chết rồi. Thì nó cũng chết gần hết, còn gì nữa đâu. Thì còn phải mình kiếm thằng mất dạy mấy làm hành cho đó, thằng đó đó chơi mất mục tiêu dạy laser này, laser laser mày đồng với tao không mày không có đời lên dĩa đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.